Cô Hiền xin chào con. Bài học của chúng ta hôm nay đó là nội dung số thập phân. Và đây là mục tiêu buổi học. Chúng ta sẽ nhận biết được số thập phân âm, số thập phân dương. Biết cách đọc được số thập phân. Viết được số thập phân dưới dạng phân số thập phân. Và nhận biết tìm được số đối của số thập phân. Cũng như là so sánh các số thập phân. Đầu tiên chúng ta đến với hoạt động trải nghiệm về việc sử dụng số thập phân trong thực tế. Cô có một ví dụ sau. Và theo em, những số thập phân nào xuất hiện trong bản tin dưới đây thì các bạn hãy liệt kê giúp cô vào vở nhé. Ngày 24 tháng 1 đã ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất tại Sapa là âm 4,2 độ C. Tại Mẫu Sơn, Lạng Sơn, nhiệt độ lúc 6 giờ ngày 25 tháng 1 là âm 3,6 độ so với mức nhiệt âm 3,9 độ vào 19 giờ ngày 24 tháng 1. Trước vào 13 giờ ngày 24 tháng 1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn được ghi nhận là âm 4,4 độ C. Tại Hà Đông, Hà Nội, nhiệt độ lúc 6 giờ ngày 25 tháng 1 là 7,7 độ C, xấp xỉ mức nhiệt 7,6 độ C vào 19 giờ ngày 24 tháng 1. Trước đó vào 9 giờ ngày 24 tháng 1, tại Hà Đông xuất hiện mức nhiệt độ 5,4 độ C. Đây là mức nhiệt bằng nhiệt độ thấp nhất xảy ra vào cách đây 39 năm khi Hà Nội xuống 5,4 độ C vào ngày 31 tháng 1 năm 1977. Đây là theo tuổi trẻ.vn ngày 25 tháng 1 năm 2016. Và cô sẽ cho chúng ta 3 phút để liệt kê tất cả các số thập phân trong bài báo này vào vở nào. Bây giờ chúng ta cùng cô liệt kê lại nhé. Xem là các bạn có làm đủ không. Đầu tiên, nhiệt độ tại Sapa là âm 4,2 độ C này. Tiếp theo, âm 3,6 độ này. Âm 3,9 độ này. Và âm 4,4 độ C. Vậy ở đây ta có 4 số thập phân. Và đây chính là 4 số thập phân âm. Thế còn bên này, 7,7 độ, 7,6 độ, 5,4 độ và 5,4 độ. Đây là các số thập phân dương. Như vậy, chúng ta thấy rằng là trong thực tế đời sống người ta dùng cả số thập phân âm và số thập phân dương, đúng không? Vậy nên số thập phân được dùng rất nhiều trong thực tế đời sống. Trong bài này chúng ta sẽ học về ứng dụng của số thập phân trong thực tế đời sống và cách sử dụng chúng nhé. Bây giờ cô nhắc lại về kiến thức số thập phân đã học. Bằng bài tập sau đây, cho các phân số thập phân sau đây 13/10, 24/100, 7/100. Cô có 2 yêu cầu. 1. Viết các phân số trên dưới dạng số thập phân. Và 2 là viết các số đối của các phân số thập phân trên. Chúng ta hãy làm vào vở giúp cô Hiền nào. Và rất nhanh chúng ta có đáp án bài này. 13/10 chính bằng 1,3 đúng không? Bởi vì 10 có 1 chữ không ở mẫu thì phần thập phân có 1 chữ số thập phân. Đúng không? 24/100 ở đây có 2 số 0 thì chính bằng 0,24, đúng chưa? Và 7/100 thì bằng 0,07. Yêu cầu thứ hai là viết các số đối của các phân số thập phân trên thì số đối của 13/10 chính là âm 13/10, đúng không? Hoặc người ta có thể viết như này. Âm ở giữa 13/10 như thế này. Đúng chưa? âm 24/100 và âm 7/100. Ở đây cô có một câu hỏi thêm, đó là các bạn hãy thử suy nghĩ cho cô số đối của số thập phân 1,3 là bao nhiêu. Nếu bạn biết thì comment đáp án cho cô Hiền nào.
Thêm một ví dụ minh họa nữa về việc sử dụng số thập phân âm trong thực tế thì chúng ta quan sát hình vẽ dưới đây cho cô nào. Nhìn này, đây là mặt đất. Trên mặt đất có một cây cột bê tông cao 1,3 m. Thì số này được ký hiệu là dương 1,3 m. Và chiều cao của cây cột nằm trên mặt đất là một số thập phân dương. Thế còn người ta chôn cột sâu dưới mặt đất 1,3 m thì ta nói độ sâu của cây cột chôn dưới mặt đất là âm 1,3 m để biểu thị độ sâu. Và như vậy chúng ta thấy được việc sử dụng số thập phân âm trong thực tế. Và từ đó chúng ta cũng có khái niệm về phân số thập phân với số âm. Bây giờ cô nhắc lại về phân số thập phân và số thập phân. Các phân số âm 13 phần 10, âm 24 phần 100 và âm 7 phần 100 cũng được gọi là các phân số thập phân. Nhưng đây là các phân số thập phân âm. Ta viết âm 13 phần 10 bằng âm 1,3 và gọi âm 1,3 là số thập phân. Số này sẽ đọc là âm 1,3 và số này có phần số là 1,3, còn phần dấu là dấu gì nhỉ? Dấu âm. Thế còn số 1,3 gọi là số thập phân dương và ta cũng có thể viết là dương 1,3 như thế này. Số này cũng có phần số là 1,3. Và cô nhắc lại, hai số âm 1,3 và 1,3 chính là hai số thập phân đối nhau. Từ đó ta có ghi nhớ các số thập phân dương và số thập phân âm gọi chung là số thập phân. Mọi phân số thập phân đều được viết dưới dạng số thập phân và ngược lại. Cái này chúng ta biết rồi, nhưng bây giờ mở rộng sang phân số thập phân và số thập phân âm. Mỗi số thập phân gồm 2 phần. Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy và phần thập phân viết bên phải dấu phẩy. Thì đây là phần số nguyên. Còn đằng sau là phần thập phân. Và từng hàng thì chúng ta cũng biết rồi. Hàng trăm này, hàng chục này, hàng đơn vị này, hàng phần 10, hàng phần trăm, hàng phần nghìn. Trước dấu phẩy gọi là phần nguyên, sau dấu phẩy gọi là phần thập phân. Bây giờ là phần luyện tập củng cố kiến thức phần này. Bài 1, cô yêu cầu chúng ta giúp cô viết các phân số sau dưới dạng số thập phân và tìm số đối của số thập phân đó. Bài tập này rất là dễ, chúng ta hãy kè bảng và làm nhanh vào vở cho cô Hiền nhé. Bài này rất là dễ nên cô Hiền sẽ cho mình đáp án để mình kiểm tra lại thôi nhé. Đây là đáp án này. Và ở đây thì cô lưu ý chúng ta có thể viết 13 phần 5 bằng 26 phần 10 bằng 2,6. Muốn viết một phân số về số thập phân, chúng ta đưa nó về phân số thập phân trước. Bài số 2 này, viết các số thập phân sau dưới dạng phân số thập phân. Cô có hai ý, ý A là số 4,26, ý B là số âm 4,26. Và chúng ta hãy làm bài này vào vở. Bài số 3, vẫn hai số vừa rồi, nhưng cô yêu cầu chúng ta viết các số đó dưới dạng phân số. Và đây là đáp án của cô này.
Phần tiếp theo của số thập phân đó là so sánh hai số thập phân. Bây giờ cô nhắc lại, việc so sánh hai số thập phân thì tương tự như việc so sánh hai phân số. Số thập phân âm thì nhỏ hơn 0, số thập phân dương thì lớn hơn 0. Nếu A nhỏ hơn B thì âm A lớn hơn âm B. Chúng ta ghi công thức này vào vở. Và quy tắc so sánh hai số thập phân dương thì chúng ta đã học rồi. Ở đây thì cô cho chúng ta quy tắc so sánh hai số thập phân âm giống như so sánh hai số nguyên âm như sau. Số nào có phần số lớn hơn thì nhỏ hơn. Và chúng ta cũng hay sử dụng một tính chất để so sánh các số thập phân, đó là tính chất bắc cầu. Nếu A nhỏ hơn B, B nhỏ hơn C và B làm trung gian, như vậy ta được A nhỏ hơn C. Còn nếu A lớn hơn B, B lớn hơn C, B cũng đóng vai trò làm trung gian, ta được A lớn hơn C. Và áp dụng vào làm bài tập dưới đây. Chúng ta có 2 phút để làm một vở và sau đó cô Hiền sẽ chữa lại. Nào, câu đầu tiên thì rất là dễ rồi. Ta chỉ cần so sánh hai phần nguyên với nhau, đúng không? 2 nhỏ hơn 7 nên 2,95 sẽ nhỏ hơn 7,12. Tiếp theo, muốn so sánh hai số thập phân âm, ta so sánh hai phần số với nhau thì ta thấy rằng là 3,87 nhỏ hơn 5,12, nên ở đây số âm thì đảo ngược lại, tức là âm 3,87 sẽ lớn hơn âm 5,12. Thế còn câu này, một số âm, một số dương, ta sẽ dùng bắc cầu qua số mấy? Qua số 0, đúng không? Âm 18,34 nhỏ hơn 0 và 0 thì nhỏ hơn 1,12. Từ đó các con suy ra ngay kết quả cần so sánh. Thế còn hai số này thì chúng ta cũng làm tương tự, so sánh hai phần số với nhau trước. Và bây giờ là phần luyện tập vận dụng. Đây là bài số 1. Và đây là đáp án của cô. Bài số 2 là một bài toán thực tế. Các con hãy tự làm vào vở. Bài số 3 cũng là một bài toán thực tế. Chúng ta phải biết cách đọc toán thực tế, xác định dữ liệu và tự tìm câu trả lời theo yêu cầu của đề bài. Và bài học số thập phân của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúng ta đã biết về ứng dụng của số thập phân trong thực tế, đúng không nào? Và cô Huyền xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo.